4 tỷ muội của Ngọc Trinh rời showbiz sinh con. Kỳ Hân ngày càng đẹp, Ngọc Hằng là mẹ đơn thân. Ảnh đám cưới của em Kỳ Hân, em ấy khóc và em ấy hạnh phúc. Thì Trinh cũng thấy an lòng hơn. Tại vì các bạn cũng biết là tình cảm ở trong showbiz nó thay như là thay áo vậy đó. Cùng với Ngọc Trinh xưa nay có rất nhiều mỹ nhân khác vừa đẹp vừa quyến rũ, xinh đẹp, đầu quân cho ông bầu mát tay Vũ Khắc Tiệp. Thế nhưng trùng hợp là hầu hết các tỷ muội chân dài của Ngọc Trinh đều đã giải nghệ và làm mẹ. Kỳ Hân bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi chỉ mới 17 tuổi. Cô nàng từng xuất sắc giành giải nhất Asia Model Festival Awards 2014. Sau đó, Kỳ Hân hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu và diễn viên. Với sự đa tài cùng gương mặt đẹp và chiều cao ấn tượng, thời điểm đó cô nàng được kỳ vọng sẽ trở thành người thay thế Ngọc Trinh trong tương lai. Tưởng đâu người đẹp sẽ có sự nghiệp nở rộ sau đó, nhưng nào ngờ, vào năm 2016, Kỳ Hân tuyên bố kết hôn cùng cầu thủ Mạc Hồng Quân, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Hiện tại cặp đôi đã bên nhau được 5 năm, Kỳ Hân sinh cho chồng được 2 ngốc tỳ và tổ ấm của họ cũng ngày một viên mãn hơn. Dù đã là mẹ hai con, nhưng sắc vóc của Kỳ Hân không hề phôi phai, thậm chí có phần lên hương theo thời gian. Thỉnh thoảng cô nàng vẫn gây sốt mạng xã hội với loạt hình khoe vẻ quyến rũ. Lê Hà là một trong những người đẹp được Khắc Tiệp lăng xê, tạo được nhiều sự chú ý nhất. Ngoài hình thể đẹp, cô nàng còn sở hữu gương mặt với nhiều đường nét nổi bật. Nhờ đó, Lê Hà có được cho mình nhiều thành tích như Top 4 The Face 2016, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014. Nhan sắc của Lê Hà cũng được thấy là phù hợp với xu hướng thời trang hiện tại. Chi tiết là cô ấy hơi kém may mắn trong các cuộc thi mà thôi. Tuy nhiên, ngoài những cuộc thi sắc đẹp thì Lê Hà không có nhiều hoạt động nổi trội khác ở VBIS. Sau một thời gian dài vắng bóng, Lê Hà chọn lập gia đình và sinh con với ông xã Doanh Nhân, khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhưng có vẻ như cô nàng đã lựa chọn đúng, bằng chứng là nhan sắc ngày càng mặn mà và một tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Cả hai lần mang thai, Lê Hà đều giữ kín bưng với truyền thông. Mãi cho đến khi con đã cứng cáp, cô nàng mới công khai hình ảnh của các bé. Gia đình của Lê Hà rất viên mãn, anh xã cũng thuộc hàng đẹp trai lại giàu có, xứng đôi vừa lứa vô cùng. Vì vóc dáng của đàn em Ngọc Trinh sau sinh vẫn chuẩn không cần chỉnh, nên nhiều người còn chẳng biết cô nàng thực tế đã qua 2 lần sinh nở. Hiện tại Lê Hà không còn hoạt động showbiz, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong một vài sự kiện và luôn chiếm trọn spotlight nhờ thể hình cực phẩm. Trà Ngọc Hằng. Không chỉ là đồng nghiệp, Trà Ngọc Hằng còn là bạn thân đồng hành nhiều năm cùng Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Năm 2011, cô nàng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Người Việt. Sau đó, Trà Ngọc Hằng hoạt động với vai trò người mẫu và ca sĩ. Cuối năm 2018, Trà Ngọc Hằng tái xuất sau khoảng một năm im ắng cùng tuyên bố gây sốc. Cô nàng cho hay vừa sinh con được 4 tháng và hiện đang là mẹ đơn thân. Được biết, thời điểm người đẹp gốc Cà Mau mang thai cũng là lúc cô và bạn trai chia tay. Lựa chọn nuôi con một mình, Trà Ngọc Hằng phải đối mặt với nhiều khó khăn về cả tinh thần lẫn tài chính. Thế nhưng cô nàng cuối cùng đã vượt qua. Hiện tại, Trà Ngọc Hằng được biết đến như một hot mom độc lập, tự chủ và quyến rũ nhất nhì VBIS. Ngọc Thạch. Ngọc Thạch sẽ bước trên các sàn diễn trong và ngoài nước khi rất trẻ. Thời đó, cô nhận được sự chú ý nhiều hơn cả Ngọc Trinh và được xem là gà cưng của Khắc Tiệp khi chẳng vướng bất kỳ ồn ào đời tư nào. Tuy nhiên, vào năm 2013, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, thì Ngọc Thạch bất ngờ dứt áo khỏi showbiz và lên sân hoa cùng ông xã đại gia. Người đẹp từ đó cũng dần rút lui khỏi làng giải trí, cô nàng tập trung xây dựng gia đình và chăm sóc hai nhóc tỳ. Có lẽ vì luôn được chồng cưng chiều, cuộc sống sung sướng chuẩn dâu nhà hào môn, nên sắc vóc của nàng siêu mẫu cũng ngày một thăng hoa. Ngọc Thạch vẫn giữ được vẻ đẹp như thời còn son rỗi và không hề có chút dấu hiệu tuổi tác nào. Lựa chọn con đường khác với Ngọc Trinh, bốn mỹ nhân trên đều đã sớm sinh con và rời xa showbiz. Tuy từ bỏ ánh hào quang, nhưng những tỷ muội của Ngọc Trinh đều giữ cho mình được phong thái đỉnh cao của ngày trước và chẳng hề thua kém mỹ nhân vòng eo 56 tí nào. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.